Ban tổ chức giải sao vàng đất Việt năm 2024 thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đi thẩm định hai doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ Lào Cai, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Lan Lào Cai và công ty cổ phần Trafaco Lào Cai. Tại các doanh nghiệp, ngoài việc đối chiếu, rà soát hồ sơ với các văn bản gốc, kết quả thực tế tại doanh nghiệp, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động và cộng đồng xã hội, các giải thưởng, bằng khen đạt được, đoàn thẩm định còn đánh giá về hoạt động chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và văn hóa doanh nghiệp, trao đổi thông tin về các kế hoạch, định hướng, chiến lược của doanh nghiệp giai đoạn tới. Dựa trên kết quả thẩm định, hội đồng bình chọn sẽ lựa chọn những doanh nghiệp tiêu biểu nhất để trao giải thưởng sao vàng đất Việt năm 2024, kèm theo các danh hiệu top 10, top 100 và top 200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam. Đây là giải thưởng có uy tín dành cho các thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam hội nhập quốc tế, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức. Sự kiến lễ trao giải thưởng sao vàng đất Việt năm 2024 sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2024.